anh nhá, chờ mọi người nghe được video tiếp theo này của anh em mình. Thì mình học xu anh em nhá. Mình khăng khăng khói. Mình đại bé. Mình nam song ngoan. Đấy, thì anh em ạ, thì theo yêu cầu của anh em thì anh em rất là hóng cái series của mình giả tiếng chó cho người đi đường anh em nhá. Đấy thì hôm nay anh em mình tiếp tục làm cái series đấy nhá. Thì đây là diễn viên chính của anh em mình. Bé Trịch. Bé Trịch cứ đi à. Bé Trịch. Nó chạy rất là nhanh, thậm chí nó chạy nhanh hơn mình cơ. Được của nó đấy. Nếu các bạn thấy video của anh em mình hay, đừng quên nhấn like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhá. Và các bạn nào có ý tưởng hay ấy, thì nhớ comment phía bên dưới nhá, để anh em mình biết, anh em mình thực hiện cho các bạn xem nhá. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đi set up góc quay và... Chọn rồi, đi, đi. Chính ơi, đi. Đi chính ơi, đi. Hả? Con mẹ mày. Trước gương sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em còn chắc bền lâu. Thank you.